Đây là cái xylophone. Hàng về nó màu trắng, cái vỏ nó màu trắng như này thôi. Đây là lô hàng vừa về xong. Wow, được hàng trắng. Nhớ chơi này nghe không? Tưởng cái gì, cái này em chơi tốt. Mình kinh rồi. Thứ nào? Gì cái này, chơi cái này. Móc cho em một nút thôi. Có biết chơi không? Để dạ. Đây là một cái loại đồ chơi thông minh dành cho các bạn nhỏ nhé. Và các bạn lớn đây để vẫn chơi được. Cái này đang bán bao tiền nhỉ em nhỉ? Bán bao tiền thì anh ấn vào giỏ hàng đây này. Bảo các bố các mẹ mua cho các con ở đây đây này. À thế à? Xylophone này giá hình như là chỉ có từ 89.000 thôi hay sao ấy mọi người ạ? Đó. Giời ạ.